Bất động sản Tiến Nhân xin kính chào quý vị. Nay chúng tôi ở cái chỗ này đây, trước mặt quý vị đây là tỉnh lộ 329, tỉnh lộ 329. Chỗ này là Hòa Hội, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ấp 2. Đây, ấp 2 đây. Đó. Thì chỗ này không có đất bán mà lại có đất đang cho thuê. Thì nhà chủ ở đây có mặt bằng khá rộng, 20 m bề ngang. Thì muốn cho thuê để đơn vị nào thuê có thể mở cửa hàng, rồi điện máy xanh hoặc bách hóa xanh hoặc là thế giới di động hoặc là cái gì đó. Về cơ bản thì họ sẽ cho thuê 15 mét ngang, sâu khoảng 30 mét. Diện tích cho thuê dự kiến là khoảng 400 mét. Mặt tiền 15 mét nha quý vị. Mặt tiền 15 mét bắt đầu từ cái cột này. Sang đến cái cột này là 20 mét. Họ sẽ để lại một cái lối đi vào nhà người ta. Lối đi vào sân, đi vào nhà người ta. Là đâu đó tầm 5 mét để đi vào để ô tô thôi. Ô tô vào. Đây thì mặt tiền thì thoải mái rồi. Đó, chỗ này thì cách ủy ban rất là gần nhé, cách ủy ban chắc 5-70 mét gì đó. Đây, tôi đi ra cho quý vị xem ủy ban nhân dân xã Hòa Hội sẽ ở gần đây. Đó, thì dự kiến là giá chủ đang định đưa ra cho thuê dài hạn nha quý vị. Đó, ủy ban ở ngay cái chỗ nhà mái đỏ đây này. Đó, nhà mái đỏ đây là ủy ban. Thì ở đây là khu dân cư đông đúc rồi, tạp hóa này, bên này sửa xe này, bên kia cơm tấm này, đấy, khu vui chơi trẻ em cái thứ này, đấy, khu vui chơi trẻ em Doraemon này, thì gần đối diện với cái ấp văn hóa này, thì về cơ bản thì chỗ này đường đang mở rộng, sắp xong rồi, cống đang làm đây rồi, cống này làm có thể quay là gọi là xong rồi. Thì quý vị nào mà hay là đơn vị nào có nhu cầu thuê mặt bằng thì có thể làm việc liên hệ, có thể thuê dài hạn 15 năm, 20 năm được, có thể tùy đa số, chắc thuê 35 năm, 7 năm, tùy cái đấy tùy ký hợp đồng nha. Đến thương thảo với chủ giá cũng thương thảo luôn, giá thỏa thuận, nhưng mà giá chủ đề xuất đưa ra ban đầu là 12 triệu cho một tháng. Thì quý vị nào quan tâm hoặc cần tìm đất thuê ở trên cái đường mặt tiền tỉnh lộ 329 này thì liên hệ với chúng tôi. Thì Bất Động Sản Thiện Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau. Xin cảm ơn.